Lữ tổng, Diêm tổng, tôi ăn không nổi, nói chuyện đi. Vẫn là ăn một chút đi, không thì rất lãng phí. Căn bản là không nên gọi. Tôi không phải đến đây để ăn. Dược Châu, anh nói đi. Hạng mục AD gặp vấn đề, may là có Lữ tổng, nếu không một con đường sống cũng không có. Pháp vụ của Anna xong rồi à? Thế thì không. Thế quay về kiểu gì? Bây giờ chúng ta không phải đang ở đây thương lượng sao? Việc đó cho thấy đây là thương lượng với tôi đúng không? Lúc đó tăng ca cái điểm này, chúng ta đã thương lượng qua rồi. Cô thân là người phụ trách hạng mục, không thể nào không có một chút trách nhiệm nào đúng không? Diêm tổng, anh nói như vậy không hổ thẹn à? Không sao, có thể đổ tất cả lên đầu tôi. Nhưng tôi có một yêu cầu. Cô nói, tôi không rời khỏi vị trí quay DA. Có thể rời khỏi công ty ở Thượng Hải, đến công tác ở công ty Paris. Tôi có kế hoạch của mình. Tôi rất nỗ lực, không hề phạm lỗi, không thể có lý do khai trừ tôi. Tử Tuệ, cô nếu như thế này thì không thể bàn bạc gì nữa rồi. Thế thì đừng bàn nữa. Nếu như Tony hỏi đến, tôi sẽ nói với ta tất cả những gì là sự thật. Tôi biết như vậy đối với cô không công bằng. Tôi nói rồi, tôi nợ cô. Cô cũng đã nhận được bồi thường. Đây cũng không phải là chuyện xấu. Tôi thành tâm thành ý đó. Lùi một bước không nói. Nếu cô giải thích mọi chuyện với Johnny, nhưng tôi không giận thì cũng vô dụng thôi. Chúng ta phải chịu thiệt đến mức độ nào? Phải dựa vào lương tâm, đúng không? Anh có lương tâm sao? Chúng ta bây giờ vẫn ngồi đây thương lượng, không phải dựa vào lương tâm sao? Diêm Dực Châu, thật không ngờ anh là loại người này. Lỗi là do tôi mắc phải, tôi nhận. Nếu như cô nhìn thấy tôi bị khai trừ, cả đời làm việc đều vô dụng, không thu hoạch được gì, thì cô cũng không có được ích lợi gì. Nếu cô nhất định cứ phải như vậy, thế thì thôi đi. Không cần bàn nữa, bỏ đi, tôi nhận. Tử Tuệ, nếu cô muốn giải thích với Johnny cũng được. Dương Diệp Châu chắc chắn sẽ bị khai trừ, nhưng cô cũng không thoát khỏi liên quan, bởi vì cô có trách nhiệm liên quan. Cô không phải là người phụ trách thì cũng là người xử lý. Đến cuối cùng cái gì cũng không có được trong tay, hối hận cũng không kịp. Không phải sự việc nó như thế nào thì để nó như thế à? Hạng mục DA, tôi thừa nhận tôi có nhúng tay vào. Nếu có trách nhiệm liên quan tôi chịu. Tại sao tôi phải để một việc lớn như vậy rơi xuống đầu tôi chứ? Tôi nghĩ cũng không dám nghĩ tới, chứ đừng nói là làm. Tại sao các người đều đã đúng, sai đều là tôi? Tại sao lại đùn đẩy trách nhiệm cho tôi, còn nói là có lương tâm với tôi? Thôi bỏ đi, anh tự mình nhận. Vậy anh chuyển tiền vào thẻ làm gì? Bà nội sao rồi? Lúc nãy bác sĩ bảo ổn định hơn rồi. Đợi chút bà đưa điện thoại cho bà. Con đang bận gì đó? Hợp, cả ngày chỉ biết hợp. Nuôi con như không nuôi.
20 vạn đã chuyển vào rồi. Cô học nghề kinh tế, 26 tuổi đổi nghề, nhận được 20 vạn. Bước đầu tiên đã dễ dàng như vậy. Cô có thể lấy nó đi lập nghiệp, cũng có thể dùng nó sinh hoạt, không ít đâu. Hơn nữa tôi và Dược Châu mãi mãi nợ ân tình của cô. Thật bỉ ổi. Được, cô mắng thêm vài câu cho bớt giận. Không đủ. 30 vạn. Cô lừa đảo đó hả? Anh còn là một người đàn ông không hả? Tôi nói cô biết tôi chính là một người đàn ông. Một người làm, một người gánh đúng không? Đi thôi. Anh ngồi xuống. 30 vạn đúng không? Được. Một con số chính xác là có thành ý. Chúng ta ngồi đây cùng nhau chính là để giải quyết vấn đề. Tôi bây giờ chuyển khoản cho cô. Nói đến cuối cùng vẫn là tiền. 30 vạn đã chuyển qua rồi. Mỗi 10 vạn cô nhớ rõ cho tôi một câu. Thứ nhất, hạng mục DA là cô làm, không liên quan đến bất kỳ ai. Thứ hai, cũng đừng bao giờ giả vờ trong sạch mà thăng tiến nữa. Thứ ba, tham tiền chính là tham tiền. Nếu như trong tận xương tỷ đều cũng là vì tiền, cái này cũng chẳng có gì không tốt. Nhưng mà muốn tiền nhưng lại không dám thừa nhận thì không tốt lắm đâu. Ba câu, cô đồng ý câu nào thì đem thẻ đi. Cô làm gì đó? Triệu Tử Tuệ. Triệu Tử Tuệ, cô đang làm gì đó?